trao đổi với nhau một vài bài minh họa thôi ạ. À, các bạn đang nghe thấy cô nói chưa ạ? Có nghe thấy không Nguyên ơi? Dạ có. Rồi, ok. Ở lớp trường làm xong chưa? Dạ rồi. Rồi, à, bây giờ nghiệp vụ đầu tiên thì chúng ta sẽ làm xem từng nghiệp vụ ha. Sau này thì sẽ có nhiều cách để các em giải quyết vấn đề, nhưng mà cô đang muốn các bạn đi từng cái nghiệp vụ một để cho nó dễ hơn ha. Rồi, ở nghiệp vụ đầu tiên này thì bạn nào ạ? Tay liền thôi. Rồi, như vậy thì nghiệp vụ đầu tiên là gì ạ? Bán cho công ty thương mại 6.000 chai rượu. Giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng là 23.400 đồng trên một chai. Theo hợp đồng thì công ty thương mại sẽ thanh toán tiền vào tháng 8 năm 2016. Như vậy thì trong trường hợp này chúng ta đã học rồi là gì ạ? Thời điểm để chúng ta ghi nhận thuế tiêu thụ đặc biệt là thời điểm mà chúng ta đã chuyển giao hàng hóa cho khách hàng, không phân biệt là đã thu được tiền hay chưa. Mặc dù đến tháng 8 năm 2016 thì khách hàng mới thanh toán, nhưng tại thời điểm này chúng ta đã xác định là giao dịch này chúng ta đã chuyển cho khách hàng rồi. Như vậy 6.000 chai rượu này là tiêu thụ, các bạn phải ghi nhận nghĩa vụ về thuế tiêu thụ đặc biệt ạ. Rồi ví dụ một này, bạn nào đã làm xong rồi ạ? Rồi, nghiệp vụ số 1 bạn nào ạ? Rồi, nghiệp vụ số 1 ạ. Rồi, bạn nào ạ? Bạn nào thì các bạn phát biểu lên nha, cô không có thoát ra cái màn hình đó nữa đâu. Dạ em trả lời ạ. Nhật Quang đúng Rồi. không? Rồi, Dạ đúng thuế rồi. tiêu thụ đặc biệt trong trường hợp này Nhật Quang tính nha, như sao ạ? Thuế tiêu thụ đặc đầu tiên là em tính làm số tiền của 6 chai rượu mà chưa có dây thuế giá trị gia tăng. Thì người ta cho Nhưng mà giá chưa thuế có thuế giá trị gia tăng rồi. Tức là em sẽ bây giờ em làm rồi. luôn cái phép tính này đi ạ. Bằng gì ạ? Số lượng là 6.000 rồi nhân với gì ạ? Nhân cho 23 23,4 nghìn 23.400. Rồi. 400 rồi chia cho Kia bao nhiêu ạ? ồ. Chúng ta có thuế suất là bao nhiêu cả lớp? Dạ 30 chia cho 30 30% là Sao lại chia cho 0.3 chia 30? cho 0. Thuế suất Chia đề cho. bài có là 30 mà. Nhưng mà chia cho gì ạ? Sao lại chia cho 30 ạ? Công thức của chúng ta là gì ạ? 0,3 Giá chưa. 0,3 Sao lại 0,3? Giá chưa có thuế giá trị gia tăng chia cho 1 cộng với thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt mà. một cộng giờ rồi Như vậy các bạn sẽ chia cho không là 1 cộng với 30% gì nữa ba ạ? Sau đó làm sao ba nữa ạ? Nếu như mà em bằng là chúng ta đang chỉ tính giá thôi, nhưng mà cô đang yêu cầu các bạn tính gì đây ạ? Thuế. Thuế phải nộp sẽ bằng giá tính thuế và nhân với thuế suất ạ, thì nhân với bao nhiêu ạ? bốn Nhân với 30% luôn. năm Ở Nhật Quang lưu ý ha, nếu như em chỉ dừng lại ở rồi đây là em đang xác định giá tính thuế thôi. Như vậy chúng ta sẽ lấy số lượng tiêu thụ trong trường hợp này là 6.000 nhân với 23.400 ạ. Các bạn chia cho 1 cộng vâng với thuế suất là chia cho 1,3 nhân với 30% lên ạ. Rồi bạn Nhật Quang tính xem kết quả này là bao nhiêu ạ? rồi để em rồi để em Vậy là nãy giờ bạn Quang tính sai à? em tính sai. Đó, những cái phần này là nó rất là đơn giản. Sau này các em cần phải lồng ghép cả các loại thuế khác nữa nha. Rồi là bằng 32.400. Bằng bao nhiêu? 32.400. 32.400. Các bạn kiểm tra lại tính toán ha. Mình sẽ kiểm tra lại tính toán ạ.
Như vậy trong trường hợp này rồi, cảm ơn bạn Khoa. Các bạn sẽ tính ra được là bằng 32 triệu 400 ha. Rồi, 32 triệu 400 các bạn sẽ ghi vô ha, tại vì lỡ may cô kích chuột thì nó sẽ mất ạ. Rồi, như vậy thì nghiệp vụ số 1 chúng ta đã xong rồi. Chúng ta có gì ạ? Số lượng tiêu thụ là 6.000 chai và giá bán ở đây thì người ta đã cho chúng ta rằng là giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng là 23.400, thì chúng ta không có phải băn khoăn gì nữa ha. Như vậy thì mặc dù công ty này chưa thanh toán tiền tháng 8 mới thanh toán, nhưng mà tại thời điểm tháng 6 này công ty X này đã phải ghi nhận về nghĩa vụ thuế rồi ạ. Rồi tiếp theo ạ, nghiệp vụ số 2 ạ. Dạ em trả lời ạ. Nghe. Rồi, nghiệp vụ số 2 nha, bạn nữ trả lời đi ạ. Dạ là em lấy 1.000 em cộng với lại 50. Rồi, như vậy nghiệp vụ số 2 thì các bạn sẽ có là thuế tiêu thụ đặc biệt ha. Các bạn nhớ ghi những cái này vào, tại lỡ may cô bỏ chuột đi thì nó sẽ mất ha. Rồi, như vậy thì trong trường hợp này cô hỏi một xíu, chúng ta tiêu thụ là 1.000 chai rượu là để chúng ta làm gì ạ? Để chúng ta trao đổi, và đồng thời chúng ta biếu tặng 50 chai rượu. Như vậy thì số lượng thực tế tiêu thụ trong trường hợp này là bao nhiêu ạ? Dạ 1.050. Là 1.050 chai. Nhưng mà bởi vì ở đây người ta không hề nói là cái giá bán của cái giá của 1.050 chai này, thì các bạn sẽ lấy tại thời điểm mà gần nhất của nó, tức là trước đó. Thì như vậy các bạn sẽ lấy giá bao nhiêu ạ? Dạ 23.400. Rồi, các bạn sẽ có là 1.050. Rồi em nhân với bao nhiêu ạ? 23.400. Nhân với 23.400. Rồi. Chia cho 1 cộng 0,3. Nhân cộng với 30%. Rồi, nếu mà dừng lại đây thì chúng ta là đang có giá tính thuế của 1.050 sản phẩm. Nhưng mà chúng ta đang yêu cầu xác định là thuế phải nộp ạ. Thì các bạn nhân với bao Nhân nhiêu với ạ? 0,3. Rồi, các bạn ra bao nhiêu ạ? Dạ là ra 5.670.000. 5 triệu 670 ngàn ạ. Rồi, bạn nữ tên gì ạ? Nguyễn Kim Đài Trang. Ở Nguyễn Kim Đài Trang, cô cảm ơn bạn Trang. Còn bạn nào? Tiếp theo nghiệp vụ ở số 3. Dạ em trả lời. Rồi, Dạ bạn nữ tên gì là dạ Thu Ngân. ạ? Lại Thu Ngân hả? Hình như Thu Ngân phát biểu rồi mà thôi cũng được. Dạ Rồi. em lấy 2.000 nhân cho 24.700 rồi chia cho 1,3 rồi nhân lại cho 30%. Rồi, Thu Ngân bảo khoan, như vậy là Thu Ngân làm nghiệp vụ số 3 này. Rồi là thuế phải nộp ha. Thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp ạ. Rồi bằng gì ạ? Dạ Số 2 nghìn lượng. Số lượng là 2.000. Ừ, nhân cho nhân về bao hai nhiêu mươi ạ? bốn nghìn bảy trăm 24.700 ạ. Rồi. rồi chia cho 1,3. Trong một cộng 30%, bài này thì rất là dễ ha. Giá người ta cho các bạn. Nhân với bao nhiêu ạ? Dạ nhân cho 20-30%. Nhớ phải nhân với thuế suất như cả lớp. Rồi, các bạn ra bao nhiêu? Dạ ra là 11.400 400.000. Rồi, 11 triệu 400 ngàn. Rồi, cảm ơn Thu Ngân. Là Phan Thị Thu Ngân đúng không? Dạ. Rồi, cô cảm ơn bạn Ngân ha. Rồi, nghiệp vụ tiếp theo ạ. Rồi, nghiệp vụ số 4 ạ. Dạ, em xin trả lời ạ. Thôi bạn bạn nữ mà nói lớn lên một chút đi, cô nghe không có tiếng rõ. Em tên là Dũng Quỳnh, em sẽ làm nghiệp vụ số 4 ạ. Rồi, Quỳnh nghiệp vụ số 4. Có chút ha. Rồi, nghiệp vụ 4 ạ. Rồi, Quỳnh có thuế tiêu thụ đặc biệt đi ha. Rồi, thuế tiêu thụ đặc biệt Quỳnh Quỳnh bằng gì ạ? Dạ, em tính là lấy 4.000 nhân cho 26.000. Có chắc không? Giao đại lý các bạn lật lại trang phía sau đi ạ. Số lượng tiêu thụ của nó là 4.000 hay là bao nhiêu? Đại lý giao cho từ đầu tháng tôi giao cho đại lý. Dạ, Nhưng mà lát đến em cuối nhân. tháng thì đại lý Quỳnh nhân luôn đi. Nhân với 90%.
À, bởi vì là gì ạ? Tại vì cô muốn quy nhân luôn để cho các bạn không bị nhầm. Các bạn sẽ có 4.000, các bạn giao cho đại lý, nhưng mà đại lý quyết toán là tiêu thụ bao nhiêu ạ? 90% thôi. Đây là số lượng, như vậy là tôi chỉ tiêu thụ có 3.600 sản phẩm ạ. Rồi tiếp theo ạ. Nhân với 26.000 Nhân với 26.000. chia cho Rồi. 1 cộng với 30%. 1 cộng 30% ạ. Rồi nhân với 30% ha. Rồi bằng bao nhiêu? Là ra 21.600. Rồi 21.600. Cảm ơn Quỳnh. Quỳnh đọc một chút câu hỏi ạ. Rồi, như vậy thì cô hỏi bạn Quỳnh ạ. Thế theo bạn Quỳnh, hoa hồng đại lý 5% trên giá bán chưa thuế này, nó sẽ là cái gì ha? Các bạn lưu ý ha, trong trường hợp này thì đối với bán hàng qua đại lý thì giá bán sẽ là giá bán đúng giá và các bạn không được trừ đi hoa hồng nha. Như vậy trong trường hợp này thì 5% trên giá bán chưa thuế giá trị gia tăng nó sẽ là cái gì của doanh nghiệp X của chúng ta? Bạn nào trả lời được ạ? Rồi cô cảm ơn Quỳnh. Năm phần trăm này, hoa hồng đại lý 5% này nó sẽ là cái gì của doanh nghiệp X ha? Mọi con số ở đây Là chi phí bán hàng. đúng rồi là chi phí bán hàng ha, vẫn là Diễm Quỳnh hả? À, đúng rồi, 5% trên giá bán này thì sau này nó sẽ là chi phí bán hàng của doanh nghiệp X các bạn ha. Cô cũng đã dạy các bạn trong môn nguyên lý kế toán rồi, những chi phí mà liên quan đến cái việc mà để xúc tiến để bán hàng được bán sản phẩm thì nó thuộc về chi phí bán hàng ạ. Còn ngược lại đối với hoa hồng đại lý, đối với đại lý này 5% trên cái giá bán chưa thuế này nó lại là doanh thu của đại lý nha các bạn, bởi vì đối với những cái đơn vị mà làm đại lý thì họ giống như là kinh doanh dịch vụ, thì khi mà bán được sản phẩm họ được hưởng hoa hồng thì hoa hồng đó chính là cái doanh thu của họ. Rồi nghiệp vụ số 5 thì sao ạ? À, đọc lại xuống em đọc lại cuối đề đi. Bây giờ mà cô chuyển sang trang tiếp theo thì nó mất. Rồi cuối cuối trang người ta nói sao nhỉ? Cô dặn rồi khi mà đi làm môn thuế này các bạn phải đọc bài, các bạn phải đọc hết những thông tin sau đó chúng ta mới làm ạ. Như vậy thì tại tài liệu bổ sung người ta cho các bạn là gì ạ? Cuối tháng 6 thì đại lý quyết toán đã tiêu thụ được 90% lượng rượu được giao. Như vậy thì đầu tháng chúng ta giao cho đại lý là 4.000 chai rượu. Nhưng mà đến cuối tháng họ mới chỉ bán cho chúng ta được có 90% thôi. Như vậy thì các bạn phải tính trên số thực tế các bạn ha. Bạn Nam rõ chưa? Rồi, nhiệm vụ số 5 ạ. Dạ em ạ. Rồi. Dạ xuất khẩu trực tiếp 500 chai rượu, 5.000 chai rượu thì lấy 5.000 nhân với lại 30.000 đồng chia cho 1 cộng với lại 30% nhân với lại Rồi. 30%. Nhà nghiệp vụ năm này là bạn nào đang phát biểu đấy ạ? Dạ, Quang Mận Nhi QTK 2 cô. Rồi, cảm ơn bạn Nhi, nhưng bạn Nhi lưu ý cho cô. Cả lớp Dạ. nhìn thấy đây là gì ạ? Đây là gì các bạn? Dạ, xuất khẩu trực tiếp. Khi mà đối tượng chịu thuế mà được xuất khẩu trực tiếp hoặc là xuất khẩu hoặc là bán vào trong khu phi thuế quan, khu thuế xuất thì nó trở thành đối tượng gì hả Nhi? Rồi. Đối tượng gì ạ? Có chịu thuế hay không? Như vậy trong trường hợp các bạn lưu ý cho cô, khi mà hàng hóa mà xuất khẩu trực tiếp hoặc là xuất khẩu này rồi chúng ta bán vào trong khu phi thuế quan, khu chế xuất thì 5.000 chai rượu lúc này các bạn sẽ ghi là 5.000 chai rượu là đối tượng không chịu thuế các bạn ha, là đối tượng không chịu thuế ạ. Ở không chịu thuế nhá, chứ bạn nào ghi là thuế 0% là cũng không đúng. Như vậy 5.000 chai rượu này là đối tượng không chịu thuế. Rồi, cảm ơn bạn Nhi. Các bạn hôm sau các bạn có phát biểu sai hay là đúng thì cô vẫn ghi nhận cái tinh thần xung phong của cả lớp nên của các bạn nên không có sao hết ha. Rồi như vậy thì năm cái nghiệp vụ này các bạn nhìn thấy, để cô sẽ chuyển qua slide tiếp theo ạ. Như vậy thì chúng ta sẽ nhớ kết quả của những cái này ha. Các bạn sẽ nhớ là 32 triệu 400 nè, rồi 5 triệu 670 ngàn và 11 triệu 400.
và 21.600. Rồi, như vậy chúng ta sẽ đi tiếp đến nghiệp vụ số 6 ạ. À, bán 800 chai rượu của doanh nghiệp trong khu công nghiệp với giá bán chưa thuế là 26.000 đồng ạ. Bạn nào giải quyết cái nghiệp vụ này ạ? Dạ em xin được phát biểu ạ. Rồi, bạn nữ tên gì ạ? Dạ Thiên Trang. Anh Thiên Trang phát biểu chưa? Hôm nay Thiên Trang phát biểu chưa? Dạ chưa. Rồi, nghiệp vụ số 6. Rồi em cứ nói đi ạ. Dạ, em tính thuế là sẽ bằng 800 nhân với 26.000 chi cho nghiệp vụ 6 là thuế tiêu thụ đặc biệt ha. Rồi là em lấy số lượng là 800 nhân với đơn giá. Dạ 26.000. 26.000. Rồi chia cho bao nhiêu ạ? Dạ 1 cộng 0.3. Rồi 1 cộng với 30% và mình nhân với thuế, nhớ phải nhân với thuế suất nha cả lớp, rất nhiều bạn quên. Rồi bằng bao nhiêu ạ? Dạ 4.800.000. 4.800.000 ạ. Rồi cảm ơn bạn Trang. Dạ. Nghiệp vụ số 7 ạ. Dạ, em Thụy Tiên, chị K42 ạ. Rồi, Thụy Tiên phát biểu đi ạ. Cô là nghiệp vụ 7 thì 2.000 chai rượu đó không tính thuế tiêu thụ đặc biệt. À, tại sao ạ? Dạ, bởi vì cái thuế tiêu thụ đặc biệt đó đã tính ở nghiệp vụ số 3 rồi. Sao lại nghiệp vụ số 3? À, cái nghiệp vụ mà... Tại vì cái này nó thu tiền nhưng mà mình tính thuế là tính ngay từ cái lúc mà cái thời điểm mà giao hàng cho người ta, bất kể là người ta đã đưa tiền cho mình chưa hay à, sao? Phạm Thị Thủy Tiên đúng không ạ? Dạ. Rồi cô cảm ơn bạn Tiên ha. Bạn Tiên nói đúng rồi đó cả lớp. Thu tiền 2.000 chai rượu của tháng trước là 55 triệu đồng, trong đó thuế giá trị gia tăng đầu ra là 5 triệu. Tức là gì ạ? Tức là trong tháng này của tôi đang là tháng 6, như vậy là tháng 5 tôi đã bán 2.000 chai rượu này cho khách hàng. Nhưng mà khách hàng sẽ thanh toán cho tôi vào tháng mấy ạ? Sẽ thanh toán cho tôi vào tháng 6. Như vậy thì tại thời điểm tháng 5 khi mà tôi bán 2.000 chai rượu này là tôi đã ghi nhận thuế tiêu thụ đặc biệt rồi cả lớp ha. Như vậy thì nghiệp vụ này chúng ta sẽ không tính các bạn nhé. Sẽ không tính thuế ạ. Sẽ không tính ạ. Như vậy thì sau khi mà tính xong 7 nghiệp vụ này rồi, cả lớp sẽ phải xác định cho cô là như vậy thì sẽ có tổng thuế tiêu thụ đặc biệt ạ. Thuế tiêu thụ đặc biệt mà công ty phải nộp ạ, mà doanh nghiệp X phải nộp. Phải nộp trong tháng 6 ạ. Phải nộp trong tháng 6 năm 2016. Thì các bạn sẽ lấy các cái kết quả của những cái nghiệp vụ ra. Các bạn sẽ lấy 32.400.000. Rồi các bạn sẽ cộng với bao nhiêu ha? 5.670.000 hay gì nhỉ? 5.670.000 này. Rồi các bạn sẽ cộng với 11.400.000 ạ. Rồi các bạn sẽ cộng với 11.400.000. Rồi các bạn cộng với 21.600.000 đúng không? Các bạn sẽ xem lại kết quả của các bạn nhé. Vậy vì cô không có lưu lại cái kết quả đó. Cộng với 4.800.000. Thì đây là cái phần kết quả thuế tiêu thụ đặc biệt mà các bạn sẽ phải tính nha. Rồi cả lớp ghi lại những cái phép tính nãy giờ ạ. Thì các bạn có một lưu ý cho cô đó là gì ạ? Đối với thuế tiêu thụ đặc biệt thì chúng ta sẽ thuế tiêu thụ đặc biệt thì chúng ta sẽ phải nộp cái hồ sơ khai thuế ạ. Tức là gì ạ? Nếu như mà kế toán của doanh nghiệp này sẽ phải nộp hồ sơ khai thuế và kỳ tính thuế tiêu thụ đặc biệt thì sẽ được xác định theo tháng các bạn ha. Như vậy thì tờ khai chúng ta sẽ nộp theo tháng. Hàng tháng thì chúng ta sẽ phải kế toán sẽ phải nộp cái tờ khai thuế, tức là cho cơ quan quản lý, và thời hạn chậm nhất là 20 ngày của tháng tiếp theo. Tức là sẽ thời gian chậm nhất sẽ là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo. Tôi lấy ví dụ như thế này ạ. Rồi cô lấy một ví dụ ha. Cô sẽ lấy ví dụ là để cô qua slide này đi ha. Các bạn như vậy thì các bạn sẽ xong bài tập 2 này rồi. Những bài tập kia thì các bạn sẽ tính tương tự nha. Rồi, cô đang lấy ví dụ như là như vậy thì tờ khai về thuế tiêu thụ đặc biệt các bạn sẽ phải nộp. Kế toán sẽ có nhiệm vụ là chúng ta sẽ phải nộp theo tháng ạ.
Chúng ta sẽ khai thuế theo tháng ha. Giá mất đi học thì cô sẽ giới thiệu cho các bạn cái phần mềm HTKK hỗ trợ kê khai ạ. Trước đây thì kế toán chúng ta sẽ phải làm bằng tay, làm thủ công, nhưng bây giờ đã có phần mềm rồi, chúng ta chỉ kê khai thôi. Như vậy là theo kỳ theo tháng ạ. Và thời hạn của nó sẽ là chậm nhất là 20 ngày của tháng, chậm nhất là 20 ngày của tháng tiếp theo ha. Chậm nhất sẽ là 20 ngày. 20 ngày của tháng tiếp theo. Ví dụ như thế này. Chúng ta đang ở trong đó là tháng 9 năm 2018. Chúng ta đang ở thời điểm là tháng 9 năm 2018. Thì lúc này thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của tháng 9 năm 2018, tức là cái thời gian mà nộp, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế ạ. Thời hạn mà nộp hồ sơ khai thuế. Của tháng 9 năm 2018 sẽ tính là 20 ngày của tháng tiếp theo. Như vậy nó sẽ rơi vào ngày thứ 20 tháng 10 năm 2018. Và như vậy thì tại thời điểm ngày 20 tháng 10 năm 2018 này là cái thời hạn cuối cùng để doanh nghiệp nộp cái hồ sơ khai thuế về cho cơ quan ha. Và trong thời hạn này thì chúng ta sẽ phải nộp những cái yêu cầu mà cơ quan thuế đưa ra. Còn nếu như sau ngày này thì tức là kế toán đang đã bị nộp chậm tờ khai rồi. Và đối với tờ khai quý thì người ta sẽ là không quá ngày thứ 30 của tháng tiếp theo. Tuy nhiên những cái phần này thì các bạn cũng sẽ phải đọc kỹ hơn của nó trong môn quản lý thuế. Còn phần này chúng ta chỉ tìm hiểu và cô giới thiệu cho các bạn thôi ạ. Rồi, như vậy thì đối với thuế tiêu thụ đặc biệt, trong 2 buổi chúng ta đã cùng tìm hiểu với nhau xong phần thuế tiêu thụ đặc biệt ạ. Thì các bạn lưu ý lại cho cô ở cái phần thuế tiêu thụ đặc biệt thì các bạn phải nắm được thuế nhập khẩu các bạn nhé. Tức là như thế này ạ. Đối với ví dụ ở đây đi ha. Để cô minh họa phần này một chút nữa rồi các bạn sẽ nghỉ ạ. Rồi trong trường hợp chúng các bạn là, cô lấy đây là một công ty X tại Việt Nam nha. Công ty X của chúng ta tại Việt Nam ạ. Thì công ty X này tại Việt Nam, và tôi đang giả sử ở đây, tôi vẫn lấy ví dụ cũ ha. Tôi xuất khẩu sang Hàn Quốc đi ha. Tôi xuất khẩu sang Hàn Quốc. Thì đây là xuất khẩu ạ. Và sau này khi mà công ty này là công ty sản xuất xuất khẩu thì sẽ không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt ạ. Và đồng thời thì thuế giá trị gia tăng sẽ là 0%. Giá trị gia tăng sẽ là 0%. Và chúng ta cũng sẽ có một số những trường hợp là có thuế xuất khẩu và một số trường hợp thì cũng sẽ được miễn. Rồi, và ngược lại là chúng ta đang nhập khẩu từ Thái Lan đi, vẫn lấy ví dụ cũ. Thì trường hợp này là chúng ta đang nhập khẩu hàng hóa. Chúng ta đang nhập khẩu hàng hóa thì tại khâu này các bạn sẽ có thuế nhập khẩu. Thuế nhập khẩu nếu có nhé. Và một số trường hợp thì sản phẩm nó sẽ là thuế ưu đãi 0%. Rồi, và chúng ta sẽ có trường hợp là gì ạ? Chúng ta sẽ tính thuế bảo vệ môi trường nếu có nè. Bảo vệ môi trường nè. Rồi thuế tiêu thụ đặc biệt ạ. Tiêu thụ đặc biệt. Và thuế giá trị gia tăng nha cả lớp. Rồi như vậy thì các bạn sẽ phải nắm được cho cô là những cái. Như vậy thì thuế nhập khẩu này các bạn phải xác định được. Thì sau này các bạn mới tính được thuế nhập khẩu thì các bạn mới tính được thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng. Còn thằng thuế bảo vệ môi trường này thì nó là thuế cố định rồi. Ví dụ nó quy định sẵn là một lít xăng hiện nay là 4.000 đồng cho một lít thì các bạn không phải tính là thuế suất như thế nào nữa mà các bạn chỉ nhân trực tiếp thôi. Còn trường hợp xuất khẩu thì lưu ý cho cô là nếu như mà công ty này kinh doanh hàng hóa hoặc sản xuất hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt mà xuất khẩu ra nước ngoài thì sẽ không chịu thuế các bạn ha, và thuế giá trị gia tăng thì sẽ 0%, thuế xuất khẩu thì là
tùy theo từng trường hợp. Như vậy thì chúng ta đã tìm hiểu xong về phần thuế nhá, tiêu thụ đặc biệt, và trong đó cô đã lồng ghép cho các bạn một số những cái lý thuyết về một số những cái cách tính giá của thuế nhập khẩu và xuất khẩu rồi. Ở buổi học tuần sau thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu và trao đổi về một sắc thuế rất là quen thuộc, và nó là một sắc thuế rất là phổ biến, cô nghĩ là nó khá là quan trọng đối với các bạn. Đó là thuế giá trị gia tăng. Do đó thì các bạn sẽ trước khi mà đến buổi học tuần sau á, ngày mà tuần tới, buổi học tiếp theo, thì các bạn sẽ tìm hiểu cho cô về thuế giá trị gia tăng bằng cách là các bạn sẽ đọc tài liệu các bạn nhé. Bây giờ cô muốn hỏi một xíu ạ. Nếu như mà tuần này các bạn học